Bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế tối 8 tháng 7 cho biết, cả nước có thêm 645 ca mắc COVID-19, trong đó riêng thành phố Hồ Chí Minh chiếm nhiều nhất với 481 ca. Tổng số ca mắc trong ngày là 1.307 ca, một kỷ lục từ khi dịch bệnh bùng phát. Trong đó, chỉ riêng thành phố Hồ Chí Minh đã chiếm tới 915 bệnh nhân. Trong ngày cũng có 393 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Thông tin cụ thể về 1.307 ca mắc mới được công bố trong ngày 8 tháng 7 như sau. 7 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khánh Hòa 3 ca, Kiên Giang 2 ca, Tây Ninh 2 ca, 1.307 ca ghi nhận trong nước, trong đó 1.226 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Cụ thể, thành phố Hồ Chí Minh 915 ca, Bình Dương 135 ca, Đồng Tháp 108 ca, Khánh Hòa 28 ca, Phú Yên 24 ca, Vĩnh Long 17 ca, Quảng Ngãi 14 ca, An Giang 11 ca, Cà Mau 11 ca, Bắc Giang 9 ca, Bắc Ninh 8 ca, Hà Nội 5 ca, Lâm Đồng 3 ca, Gia Lai 3 ca, Bình Phước 3 ca, Bạc Liêu 2 ca, Trà Vinh 2 ca, Hưng Yên 2 ca, Nghệ An 1 ca, Bình Định 1 ca, Tây Ninh 1 ca, Hậu Giang 1 ca, Kiên Giang 1 ca, Bình Thuận 1 ca, Bến Tre 1 ca. Đến thời điểm này, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 24.385 bệnh nhân COVID-19, trong đó 22.487 ca ghi nhận trong nước và 1.898 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 20.917 ca. Số ca tử vong 105 ca. Số ca điều trị khỏi 8.950 ca. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.